Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách download và upload chương trình từ CPU X7-1500 đến PC thông qua giao thức truyền, đó chính là Profinet, với phương thức là sử dụng LAN hoặc là sử dụng wireless. Ở đây thì mình sử dụng là module standard. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn về cách download chương trình và upload chương trình. Để tiến hành download và upload chương trình, chúng ta có 3 bước. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cạc mạng wireless hoặc là LAN và cấu hình IPv4. Bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất, là chúng ta sẽ set BGPC interface. Chúng ta vào phần control panel, vào mục set BGPC interface, sau đó chọn cạc mạng mà chúng ta đang sử dụng. Sau đó chúng ta tick OK. Sau khi tick OK xong thì chúng ta thực hiện kiểm tra để xem là giữa PC và CPU nó có kết nối mạng với nhau hay là chưa. Thì chúng ta vào phần set PC, PC interface, vào phần diagnostic, xong rồi tick test. Nếu mà ở trạng thái OK thì chứng tỏ một điều là giữa CPU X7-1200 và thằng PC nó đã kết nối được với nhau. Và bước cuối cùng đó chính là download, thực hiện download và upload chương trình. Đầu tiên thì hiện tại trên cái interface của mình đã khai báo Symantec X7-1500 cũng như là hai cái module Digital Input và Digital Output. Đầu tiên để thiết lập các bước về download chương trình cũng như là upload chương trình, chúng ta tiến hành theo 3 bước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn cạc mạng. Chúng ta vào phần option, sau đó là tick vào setting. Ở mục online and diagnostic, phần mục default connection, chúng ta tick chọn cái chuẩn truyền thông hiện tại giao thức truyền của mình, đó chính là Profinet. Và cái nếu mà chúng ta sử dụng cạc LAN á, mạng LAN á, thì chúng ta sẽ chọn là cạc mạng LAN. Còn nếu mà chúng ta sử dụng download qua Wi-Fi á, Wi-Fi nội bộ á, thì chúng ta sẽ chọn là wireless WLAN, có nghĩa là wireless LAN. Ở đây thì mình sẽ chọn cái cạc mạng LAN. Rồi, sau khi mà đã chọn xong cái cạc mạng LAN rồi á, thì chúng ta sẽ vào cấu hình set PC, PC interface. Chúng ta vào control panel, chúng ta vào phần set PC, PC, PC interface. Set PC, PC interface. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái cạc mạng LAN. Bây giờ mình sẽ chọn cái cạc mạng LAN. Rồi, tick OK. Sau đó tick OK. Để kiểm tra rằng là giữa PC và CPU Symantec X7 nó đã liên kết được hay là chưa, thì chúng ta vào lại cái phần là set PC, PC interface. Chúng ta diagnostic. Rồi, chọn test. Hiện tại thì nó đã hiển thị cái status là OK, chứng tỏ một điều rằng giữa máy tính và CPU X7-1500 nó đã kết nối được với nhau qua giao thức truyền Profinet. Chúng ta chọn OK. OK. Rồi, sau khi mà chúng ta đã thực hiện set PC, PC interface rồi á, điều cần làm bây giờ chúng ta chỉ cần
download chương trình. Chúng ta vào khối hàm chương trình. Ở đây mình sẽ viết một cái đoạn code về bật tắt đèn đi ha. Rồi bây giờ mình muốn viết một cái đoạn code về bật tắt đèn. Mình cho một tiếp điện thường hở, một tiếp điện thường đóng và một cái ngõ ra. Rồi đây là Y0.0. Rồi Y0.1. Rồi Y0.0 và Y0.0. Sau đó chúng ta tiến hành là compile chương trình. Sau khi compile chương trình xong thì chúng ta sẽ tiến hành download chương trình. Thì ở đây mình sẽ vào mọi người có thể là chọn cái icon là download to device cũng được, hoặc có một cái cách khác đó chính là chúng ta vào online, sau đó chúng ta là chọn download to device, hoặc mọi người cũng có thể sử dụng phím tắt là control và phím L để thực hiện là download chương trình. Rồi bây giờ là chúng ta có profile net. Rồi interface của mình là mình chọn cái cạc mạng LAN, sau đó mình start sạch, sau đó là chúng ta load chương trình. Rồi mình sẽ kiểm tra chương trình này có chạy hay là không. Rồi chương trình này chạy ha. Rồi cái bước tiếp theo mình muốn hướng dẫn các bạn chính là cách upload chương trình từ BOC lên TA Portal. Bây giờ mình sẽ xóa cái network này đi. Mình sẽ xóa network này đi. Compile lại. Bây giờ khi mà mình muốn upload chương trình thì mình vào đâu? Mình cũng vào, thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ go online. Chúng ta go online, chúng ta chọn vào BLC, sau đó chúng ta tích vào icon upload from device. Chúng ta chọn continue. Rồi upload from device, tích OK. Chương trình của chúng ta đã được upload lên từ BOC lên TA Portal. Cách thứ hai, bây giờ mình sẽ xóa cái network này đi nhé. Cách thứ hai là chúng ta vào phần online, xong chọn upload device and new station, start up, chọn upload. Cách thứ hai này á là khi mà chúng ta muốn upload chương trình từ CPU X7 lên TA Portal á, là nó sẽ cấu hình, nó sẽ khai báo luôn cái phần cứng cho chúng ta luôn, khai báo phần cứng và cả cái chương trình nữa. Rồi chúng ta vào phần main, chương trình đã được upload, chúng ta kiểm tra thử nhé. Rồi, chương trình đã chạy. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về việc download chương trình và upload chương trình giữa CPU Symantec với máy tính cá nhân. Nếu các bạn có những cái thắc mắc về cách download và upload chương trình, vui lòng để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin cảm ơn.